Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Tiên. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân Thùy Tiên dạo quanh một dự án chung cư đang được đông đảo người dân Đà Nẵng chờ đón, bởi vì chỉ còn ít ngày nữa thôi thì dự án của chúng ta sẽ chính thức đi vào bàn giao và hoàn thiện. Và đó chính là dự án The Ori Garden giai đoạn 1. Vâng, và vậy thì hãy cùng theo chân Thùy Tiên, chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng nhé. Dự án The Ori Garden giai đoạn 1 gồm có 4 tòa với tổng 1.549 căn hộ từ CT1 đến CT4 do chủ đầu tư công ty cổ phần Sài Gòn Đà Nẵng chính thức khởi công xây dựng vào từ tháng 4 năm 2021. Và đến thời điểm hiện tại thì dự án cũng đã đi vào hoàn thiện 95%. Trước khi hoàn thiện và chính thức đi vào bàn giao thì dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2023 này. Hiện tại Thùy Tiên đang có mặt tại lõi trung tâm tiện ích của dự án, và đây chính là trái tim của dự án The Ori Garden. Vì khi mà đi vào hoạt động thì khu vực này sẽ thu hút rất là nhiều cư dân về đây, chúng ta sẽ cùng vui chơi và giải trí. Vì ngay bên trong lõi tiện ích này của chúng ta sẽ có gồm: với quảng trường trung tâm rộng hơn 3.000m², bể bơi dành cho người lớn và trẻ em, khu vực rèn luyện sức khỏe dành cho toàn cư dân, còn đây là khu vui chơi dành cho các bé, còn đây là dãy shop house ở khu vực xung quanh lõi tiện ích của dự án. Và khi đi vào bàn giao thì Tiên xin bật mí rằng là ở khu vực này sẽ là khu vực mà sẽ làm như là nhà hàng, cà phê, siêu thị hay là spa gội đầu vậy á. Thì khi mà đi vào hoạt động thì cư dân vào ở thì không cần phải đi đâu xa, mà chỉ cần xuống tầng 1 thôi thì chúng ta đã tận hưởng được tất cả các tiện ích ở trong cư dân rồi. Vâng, và đây là khu vực hầm để xe rộng hơn 11.000m², được thông bởi 4 toa, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu đổ xe tại khu vực dành cho toàn bộ cư dân tại The Ori Garden. Vâng, và đây là khu vực sảnh của tầng 1 của dự án The Ori Garden, đều được thiết kế và thi công rất ư là xịn sò. Và ở khu vực này đều được trang bị khu vực bàn lễ tân, có lễ tân trực, có camera an ninh 24/7, có thẻ thăng từ dành cho toàn bộ cư dân về đây sinh sống để đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ cho toàn bộ cư dân. Vâng, và thì Tiên sẽ dành điều quý anh chị mong muốn nhất ở cuối chương trình, đó là chúng ta sẽ cùng ghé thăm một căn hộ của dự án The Ori Garden. Hiện tại thì chủ đầu tư đang hỗ trợ khách hàng có nhu cầu hoàn thiện nội thất sớm. Và bây giờ thì Tiên cũng hôm nay thì Tiên cũng có hẹn với một anh chị là một người bạn của Thùy Tiên đến thăm căn hộ của anh chị đang được hoàn thiện nội thất. Và anh chị cũng hôm nay thì anh chị lại đi du lịch mất nên là không có đồng hành cùng chúng ta, nhưng mà anh chị cũng đã rất là mong muốn cho mọi người chiêm ngưỡng căn hộ của mình và đã cho Tiên mượn chìa khóa để đi vào bên trong căn hộ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đột nhau xem một căn chung cư tại The Ori Garden khi mà hoàn thiện sẽ đẹp cỡ nào nha. Bây giờ thì xin mời. Vâng, và đây chính là căn 2 phòng ngủ của anh chị. Hiện tại thì căn này đang được hoàn thiện. Ở khu vực này, khu vực phòng khách thì anh chị đang decor ở đây là khu vực một cái bộ sofa, đối diện sẽ là khu vực tivi cũng như là có những cái đồng hồ. Ở phía trên thì cũng sẽ có thêm khu vực đèn các thứ. Bên này thì cũng có tranh nên tranh ảnh, và ở đây là cái khu vực decor nhỏ nhỏ xinh xinh để cái ảnh của anh chị. Bên cạnh đó thì cũng vì đang đi vào hoàn thiện nên là khu vực bếp cũng chưa được thực hiện, thì bên đại cạnh đó cũng đã đặt được một cái bàn ăn ở đây và có cả tủ lạnh. Ở khu vực ban công thì cũng treo một số những cái hình rất là dễ thương ở khu vực này, và view trực diện ra khu vực tiện ích. Và vì đây là căn 2 phòng ngủ nên là chúng ta sẽ có một phòng ngủ nhỏ dành cho các bé xinh xinh, thì hiện tại đang thực hiện thi công nên là cũng không tiện mở cho mọi người xem. Bên cạnh đó là một phòng lớn dành cho bố mẹ, thì cũng đã đặt những cái giường, và bên cạnh đó thì cũng sẽ decor thêm những cái phần khác, thì hiện tại là đang trong quá trình hoàn thiện nên là cũng chưa có nhiều để có thể giới thiệu chia sẻ cùng với mọi người. Như vậy thì chúng ta cũng đã vừa ngắm nghía xong rồi căn hộ của anh chị, bây giờ thì Thùy Tiên xin phép được rút lui thôi. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã vừa dạo quanh một vòng quanh dự án để xem những công trình đang được hoàn thiện tại dự án The Ori Garden. Và sắp tới đây khi mà cư dân nhận nhà về thì chúng ta sẽ sớm hoàn thành cho mình một tổ ấm đáng mơ ước tại một chung cư đáng sống và xinh đẹp tại thành phố Đà Nẵng. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.